Rồi tiếp theo mình tới cái công đoạn làm cái khung hai khung kẽm này ha, khung kẽm này ha, đi luồn qua đây, luồn qua hai tâm nãy mình khoan ha. Rồi. Đây. Để mình làm bánh xe ha. Đo. Đo chiều cao của cái lon nên vẽ lên ha. Cộng cái khoảng cách này. Cắt đi. Còn cái như này đó. Rồi bằng cái thuốc này bé thêm giờ mình dùng tới băng keo rồi nè, mình cố định cái đứng bên đây. Cho chặt ha. Vẫn nhiều thêm băng keo vô. Bây giờ chúng ta làm cái phần trên này ha, dùng dây chì nhỏ rồi chúng ta luồn qua, chúng ta xe nó lại để nó có cái lỗ giữa này để nó sọt không vô ha, để nó quay được. Dùng dây kẽm nhỏ thôi.
tận dụng những cái dây kẽm mà chúng ta cuột xung quanh nhà nó dư á. Cắt ha, cắt một đoạn, đoạn làm sao gấp đôi cái miệng này là được. Để mình xấu qua nè, cái gì các bạn cột lại, cột lại, cắt cái phần dư đi. Phải gặp cái phần dư lại để con mình ở chơi nó không có chạy tay ha. Đây. Dùng một cái gì đó để đây, dùng một con chì khác bự hơn để mình quay nó, quay cho nó có ngay tim giữa. Chỉnh nó nhỏ lại. Rồi sao cho nó gì là có lỗ này là được ha. Đó, sao nó sọt này gì là được ha. Rồi cái này cũng tương tự luôn ha. Rồi tiếp tục mà mình khoét lỗ ha, khoét lỗ ngay tim ha. Vậy là mình hoàn thành rồi ha. Chúc các bạn thành công nhé.